Như vậy các bạn thấy là với một cái đối tượng của chúng ta, giả sử như là đối tượng mình đang chọn, đây là công cụ 3D. Các bạn xem, nếu mà giả sử mình làm cái ly nó dạng như thế này đó, thì cái đối tượng mà gốc á, để nó phát sinh ra được một cái dạng như thế thì chúng ta sẽ vẽ cái gì? Các bạn thấy hình dáng của cái ly chưa? Mình làm rất là đơn giản thôi, một cái cốc suông từ dưới lên thôi, mình chưa làm kiểu gì hết. Như vậy có phải là cái sườn của nó đó, các bạn thấy cái sườn không? Khi mà click chuột vô đây nè, thấy không? Như vậy thì mình vẽ cái xương này trước đi, để mình xây dựng nên một cái ly. Như vậy tùy các bạn, nếu như mà các bạn vẽ một cái ly dạng như là ly rượu á, ly rượu thì nó có hình dáng như sao? Đúng không? Đó, nó cong cong kiểu vậy. Ví dụ như thế. Rồi. Thì nếu trường hợp mà mình dùng cái này để mình sinh ra một cái ly, mình xem nó là cái gì. Các bạn sẽ vô Face 3D. Và trong này nó có những cái nè. Thứ nhất là các bạn sẽ làm xây dựng đối tượng bằng cách là làm cho nó dày lên. Nó dày lên hoặc là bạn xoay. Bây giờ chúng ta chọn xoay. Được chưa? Tại vì mình cho cái màu nó đậm quá cho nên là chúng ta sẽ không thấy được cái ly. Chúng ta cho màu nhạt thôi. Đó, các bạn thấy hình dáng chưa? Đó, cái ly của mình đó. Được chưa? Đó, cái ly nhỏ xuống nè. Ở đây, như vậy mình có được cái chân. Đó là mình đã có được cái ly. Rất đơn giản hả? Được chưa? Rồi bây giờ để có được cái ly mà theo cái dạng như thầy đang làm ở đây, như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ xây dựng cái xương này giống như là chúng ta xây dựng cái xương lúc nãy chỗ này, đúng chưa? Như vậy cái xương này nó sẽ bắt nguồn từ đâu? À, chỗ này là nó cong ở đây, xuống lên đây, vô lên đây. Tại sao mình không xây dựng hết nguyên cả cái ly mà mình chỉ làm một nửa thôi? À, để cho nó xoay, mình chỉ xây dựng cái sườn thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật, vẽ hình chữ nhật đó, không có đường biên. Và cái viền của nó thì chúng ta có thể là chọn một cái màu nào đó, chọn một cái màu xám tùy mình ha. Đó, màu xám. Như vậy thì khi mà các bạn chọn màu xong, chúng ta sẽ cho cái đường cong của cái biên này hai góc cùng lúc đi, cong xuống. Rồi ở phía dưới chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình chữ nhật nữa. Như vậy chúng ta đã có được hai hình, chúng ta chọn cả hai, chúng ta làm gì? À, kết hợp hai cái hình lại. Rồi, cho nhỏ lại. Như cái độ dày này mình làm hơi nhiều, hơi lớn. Dày quá cái ly nó dày. Kệ nó. Như vậy ly dày, ly mỏng một tí nữa chúng ta sẽ chỉnh cái độ dày này. Được không? Rồi. Chọn đối tượng này. Và chúng ta chọn vô FS 3D.
chúng ta sẽ chọn review. Nó xấu hơn cái ly này nè, nó xấu hơn. Rồi đó, như vậy đối tượng của chúng ta đây đó, có cái đáy ở phía dưới. Như vậy có thể là mình sẽ chỉnh lại cái xương tí, chỉnh lại cái xương tí cho nó đẹp. Cái xương này nếu mà như vậy thì nhìn nó xấu lắm. Này nó nhiều điểm quá, trừ bớt đi. Rồi, ok. Cong. Rồi, cái đáy ly mình cũng cho nó cong tí đi. Đó, đáy ly cho nó cong tí cho nó đẹp. Được chưa? Rồi, mình xây lại nhé. Xây lại đối tượng này. Các bạn chọn màu xám. Màu xám nó dễ nhìn cái ly hơn. Rồi đó. Nhưng mà nó cái ly của mình nó cũng hơi lớn. Hơi lớn chiều ngang. Kệ nó. Được chưa? Như vậy mình đã có được cái hình dáng của một cái ly nè. Rồi bây giờ làm sao để mình áp cái hình của cái người mẫu vô. Giống như là khi các bạn đi làm mẫu để mà các bạn in hình ly á, thì chúng ta sẽ áp như thế nào. Đó, cái màu. Các bạn đổi lại cái hình của cái này là nó tự động nó đổi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ áp nè, áp hình ở đây. Như vậy các bạn sẽ cho thầy cái hình mà các bạn mong muốn để đưa vào. Như vậy giả sử thầy đưa cái hình này vào, kéo cái hình này vô đây. Đó, hình của chúng ta rất lớn. Nhớ đối với lại hình ảnh thì các bạn kéo nhớ nhấn shift nha, để nó khỏi bị vỡ cái hình gốc của chúng ta. Như vậy sau khi mà các bạn có được cái hình này rồi thì các bạn sẽ vào cái thẻ là liên kết đó, link đây, thẻ liên kết này. Như vậy cái thẻ này các bạn sẽ chú ý là mình sẽ chọn cái thẻ liên kết và mình chọn cái bức ảnh mình đang có. Các bạn sẽ chọn vô phần MP image để biến bỏ cái link với cái file ảnh đi. Còn nếu bình thường khi mình chèn vào đó thì bức ảnh có cái dấu chéo, có nghĩa rằng nó đang còn lưu giữ cái đường dẫn đến cái file ảnh gốc ở bên ngoài, cho nên chúng ta không áp vô đây được. Đó, thì các bạn sử dụng cái banner là link này, chúng ta chọn là bỏ đi. Sau khi mà chúng ta bỏ xong đó thì các bạn chuyển qua cái thẻ là symbol. Cái symbol này nó giống như là một cái mẫu có sẵn, hoặc là mình định nghĩa thì mình kéo cái hình này vô đây, nó cho mình định nghĩa một cái symbol mới. Mình định nghĩa nó là dạng hình ảnh. Đây, lúc nãy là symbol cô gái thầy định nghĩa rồi. Bây giờ thêm symbol của anh chàng này. Và cái hình này mình không cần nữa. Rồi, quay trở lại cái ly. Cái mà hiệu ứng của chúng ta nó sẽ nằm ở trong cái thẻ là Apex. Và trong này nó có 3D. Nếu như các bạn quay trở lại đây mà các bạn chọn 3D nữa đó thì nó bảo là tạo cái mới. Nhưng mà mình sửa thôi, chứ mình không tạo mới, bởi vì mình tạo 3D rồi. Như vậy double click vô đây, chúng ta sẽ sửa.
Mình zoom lớn lên cho như vậy thấy. Rồi, mình sửa ở đây thì nó sẽ có là map. À, bạn sẽ sử dụng cái mặt nào? Chàng trai. Thì nó sẽ có 9 mặt cho cái đối tượng này, cho cái hình của mình nè. Có 9 mặt. Hiện nay là nó đang ở mặt trong nè. Cho nên thực chất chỗ này của mình là không có đúng, đúng không? Đúng chưa? Mình sử dụng cái clip map này cho cái mặt nào? Đây là mặt trên nè. Mặt đáy nè. Mặt đáy trong nè. Đó. Cái hình viền. Đó, bây giờ mới là mặt ngoài nè. Mình chọn cái mặt ngoài. Được chưa? Mình có thể cho hình nhỏ hoặc lớn tùy mình. Đó, có thể cho nhỏ lại. Đó. Nó bị nhảy rồi. Rồi ok. Ok, 8. Rồi. Được chưa? Như vậy thì mình có thể là đưa cái hình của người mẫu vô đây. Ok. Như vậy là chúng ta đã có được cái hình dạng của cái ly. Tại vì cái này nó trắng cho nên là chúng ta không thấy được cái hình viên. Chúng ta có thể sửa lại lấy cái hình cô gái đi. Lấy hình cô gái nó dễ nhìn hơn. Đó. Hình của cô gái thì các bạn thấy là nó có cái nền biên, cho nên là chúng ta dễ nhìn hơn. Đó, ok. Được chưa? Cho nên các bạn thấy dễ thấy cái hình dáng của cái ly ha. Như vậy chúng ta đã xây dựng được một cái ly mà chúng ta đưa hình của người mẫu vào. Hoặc là các bạn sử dụng để xây dựng cái ly này. Hoặc là các bạn làm cho thầy cái chai, cái lon coca, ví dụ như vậy. Thì chúng ta cũng chỉ vẽ cái đường sinh của nó, cái đường biên ha. Rồi sau đó chúng ta xoay. Và chú ý một cái nữa nè. Giả sử bây giờ thầy copy cái này ra. Rồi, thầy có cái ly thứ hai. Nhưng mà thầy không xoay theo hướng bên trái nữa, mà thầy xoay theo hướng bên phải. Nó ra cái khác. Có nghĩa là cái bên trái của cái đường sinh là làm trục thì nó xoay ra cái này. Còn nếu mình chọn bên phải của cái đường sinh thì nó xoay ra cái mình đang nhìn thấy. Tùy theo cái trường hợp mà chúng ta chọn, chọn để xoay. Ở này là cái góc nhìn thôi, cái vị trí thì các bạn chọn góc nhìn. Còn đây là cách xoay. Được chưa? Đó. Thì tùy theo
mà các bạn sẽ chọn cái kiểu để các bạn nhìn. Còn kết quả cuối cùng của nó là nó ra cái hình như chúng ta thấy. Như vậy với cùng một đường sin nhưng mà hai cái cách để chọn xoay thì nó ra hai cái đối tượng khác nhau. Được chưa nào?